Chào các bạn. Bài tập tiếp theo sẽ là một cái màn hình có yêu cầu như sau. Đây là màn hình kế thừa từ điều khiển, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra những cái quân cờ như thế này, có những cái màu sắc, rồi chúng ta có thể di chuyển được những cái quân cờ theo những cái vị trí mà chúng ta muốn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào kích thước, màu sắc của quân cờ. Sau đó ta đi xử lý, xây dựng cái lớp quân cờ kế thừa từ cái lớp button. Sau đó ta xuất quân cờ tại cái vị trí mà chúng ta cần. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ sang phần hướng dẫn giải. Trước tiên chúng ta sẽ đi tạo lớp quân cờ. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ đi kế thừa từ cái lớp button của VBNet. Trong phần định nghĩa các cái biến thành viên, chúng ta sẽ có những cái thông tin cần thiết về màu sắc và vị trí của quân cờ, rồi các cái thuộc tính, các hàm khởi tạo và các cái phương thức tính toán. Sau đây chúng ta sẽ sang phần bài giải cụ thể của chương trình. Thì đây là lớp quân cờ chúng ta inherit button. Khai báo biến thành viên thì chúng ta có M vị trí, màu nền, kích thước và trạng thái. Thì trạng thái này cho biết là quân cờ có đang được chọn hay không. Thuộc tính thì chúng ta tương ứng với 4 cái biến thành viên này, chúng ta sẽ có 4 thuộc tính tương ứng. Thì các bạn cần lưu ý những cái thuộc tính về vị trí thì chúng ta sẽ gán vào một cái vị trí có kiểu là point. Còn màu sắc thì chúng ta có kiểu là color. Còn kích thước thì chúng ta có kiểu là size. Ba cái kiểu này chính là ba cái lớp đối tượng đã được xây dựng sẵn trong VBNet. Thì chúng ta sử dụng lại thôi. Do đó những cái thuộc tính thì các bạn cần lưu ý. Khi chúng ta cần gán một cái vị trí thì trong cái lớp button nó có cái vị trí là thuộc tính location. Rồi chúng ta gán bằng với cái M vị trí. Thì trước tiên chúng ta sẽ gán vào cho M vị trí cái value. Rồi sau đó ta gán M location bằng với M vị trí này. Còn màu nền thì các bạn chúng ta có cái thuộc tính back color của cái màu nền của nút button. Rồi ta gán back color bằng với màu nền. Còn về kích thước thì chúng ta sử dụng thuộc tính size bằng với cái biến kích thước. Đối với trạng thái thì đó là cái kiểu thông thường, kiểu boolean. Thì các bạn gán cái trạng thái cho biết cái thông tin của nút có được chọn hay không. Sau khi có thuộc tính rồi thì chúng ta đi khởi tạo. Thì để khởi tạo một cái nút, một cái button tại một vị trí có cái màu nền, có kích thước mà chúng ta cần thì chúng ta truyền các thông tin đó vào. Rồi các bạn yêu cầu lớp button khởi tạo giá trị thì chúng ta dùng là mybase.new. Sau đó ta gán các cái vị trí bằng với các cái tham số mà các bạn truyền vào tương ứng. Rồi, quan trọng là các bạn phải có câu lệnh này, nghĩa là mi.visible bằng true, có nghĩa là yêu cầu cái nút nó hiển thị ra. Nếu như không có dòng lệnh này thì cho dù các bạn có gán kích thước, màu sắc, vị trí vân vân thì nó vẫn không thể hiện được trên màn hình. Thì đây là cái điểm các bạn cần lưu ý. Rồi, đối với sự kiện của quân cờ thì chúng ta sẽ xử lý trên cái sự kiện last focus. Thì cái cách mà chúng ta xử lý sự kiện thì các bạn đầu tiên các bạn chọn quân cờ event, rồi chúng ta chọn cái sự kiện, thì khi đó nó sẽ xuất hiện ra private sub và end sub. Thì khu vực viết code cho cái sự kiện đó và chúng ta gắn viết những cái dòng lệnh tương ứng vào. Thì lost focus xảy ra khi mà chúng ta
chuyển vị trí chọn từ cái quân cờ này sang quân cờ khác, có nghĩa là cái quân cờ hiện hành đang mất cái vị trí của con trỏ hiện hành, ta gọi là lost focus, mất đi cái trạng thái hiện hành. Còn got focus có nghĩa là chúng ta đang nhận được con trỏ, cái quân cờ đang nhận được con trỏ. Do đó tương ứng với hai trường hợp thì chúng ta có M trạng thái bằng phone tương ứng với việc là mất con trỏ là lost focus, còn khi chúng ta nhận con trỏ về thì chúng ta cho trạng thái bằng true. Thì đó là những cái xử lý trong cái lớp quân cờ. Để sử dụng được cái lớp này thì chúng ta có cái màn hình kế thừa điều khiển. Trên đây chúng ta cho phép nhập chiều dài và chiều rộng của quân cờ, rồi chúng ta chọn màu và chúng ta tạo. Thì trước tiên trong cái khai báo toàn cục thì chúng ta có thể khai báo những cái thông tin toàn cục như là màu sắc, kích thước, vị trí và một cái mảng kiểu array list để quản lý những cái quân cờ. Rồi sự kiện của nút chọn màu thì các bạn sử dụng cái color dialog. Thì khi mà các bạn thiết kế thì các bạn chú ý nó có một cái đối tượng là color dialog như thế này. Thì các bạn tìm trong cái phần là dialog, các bạn chọn là color dialog rồi chúng ta vẽ lên. Thì đây là một cái điều khiển ẩn cho nên là nó xuất hiện trong cái phần component tray nằm ở vị trí này. Và chúng ta đặt tên, rồi sau đó chúng ta sử dụng. Chúng ta yêu cầu cái hộp thoại này thể hiện thì chúng ta có là show dialog. Rồi chúng ta gán màu. Khi mà nó show lên thì chúng ta có cái hộp thoại màu và chúng ta chọn màu, lấy cái màu từ cái hộp thoại đó thì các bạn gán ra màu bằng tên của dialog.color. Rồi chúng ta gán cho cái nút button chọn màu.backcolor bằng cái màu. Thì chúng ta chạy thử chương trình để thấy được cái điều này. Ví dụ chúng ta muốn chọn màu thì cái color dialog nó hiện lên. Chúng ta chọn một màu nào đó, ta nhấn OK. Thì để lấy được màu này thì ta lấy tên của dialog.color và ta trả về. Sau đó ta gán cho cái màu nền của cái nút này bằng chính cái màu ta vừa chọn. Rồi chúng ta nhấn nút tạo. Thì nó sẽ xuất hiện một cái quân cờ tại vị trí cho trước. Để làm được điều này thì các bạn quan sát cái code xử lý như sau. Thì trong phần nút tạo thì các bạn có các cái biến toàn cục. Thì chúng ta gán kích thước. Kích thước có kiểu size, có nghĩa là một cái lớp có sẵn trong VBNet. Thì các bạn khởi tạo là new size, nó truyền vào giá trị của dài và rộng. Rồi vị trí là kiểu point, thì các bạn khởi tạo new point, rồi truyền vào tại vị trí là 200, ta mặc định. Rồi ta khai báo một cái quân cờ QC, có kiểu quân cờ, và các bạn khởi tạo luôn tại vị trí, màu sắc và kích thước mà chúng ta đã lưu. Sau khi có quân cờ rồi, các bạn muốn cái quân cờ này gia nhập vào hệ thống điều khiển ở trên form thì các bạn phải có là thông qua cái tập hợp controls của form. Thì đây là form hiện hành cho nên ta có là me.controls. Rồi ta đưa cái quân cờ này vào trong tập hợp control thì các bạn dùng phương thức add. Các bạn đưa cái quân cờ vào. Rồi sau đó ta tiếp tục đưa quân cờ vào cái mảng lưu trữ thì ta có là mảng.add quân cờ. Và đồng thời các bạn muốn trạng thái của quân cờ này bằng true thì các bạn phải cho cái focus rơi vào cái quân cờ mà chúng ta vừa đưa vào đó. Như vậy là khi nhấn nút tạo thì các bạn thấy chúng ta tạo ra một quân cờ tại vị trí 200 như thế này. Tiếp tục xử lý sự kiện meltdown trên form, có nghĩa là khi mình lít chuột lên trên một vị trí nào đó của form thì ta sẽ di chuyển quân cờ đến cái vị trí tương ứng. Thì chúng ta sẽ duyệt qua từng cái phần tử trong cái mảng. Nếu như cái mảng này chưa có quân cờ nào thì ta exit sub. Còn nếu không, ta sẽ khởi tạo mới một cái vị trí bằng new point và ta lấy cái tham số e.x.y là để lấy được cái vị trí của con trỏ chuột. Sau đó ta khai báo một cái biến qc có kiểu là quân cờ và ta duyệt qua tập hợp
các cái phần tử bên trong cái mảng lưu trữ. Nếu như gặp một cái quân cờ nào đó có trạng thái bằng true thì ta sẽ gán ngay cái vị trí mới bằng cho cái quân cờ đó và ta exit for. Thì đây là một cách để chúng ta duyệt các cái phần tử trong mảng, và khi gặp một phần tử thỏa điều kiện thì ta sẽ dừng lại. Minh họa cho điều này thì các bạn quan sát, chúng ta lít chuột tại một vị trí nào đó thì con trỏ quân cờ nó sẽ chạy theo tương ứng tại vị trí mà chúng ta chọn. Rồi chúng ta tiếp tục chọn màu khác. Cứ như vậy chúng ta có thể là tạo ra những cái quân cờ theo cái ý thích của mình. Khi mà chúng ta chọn vô quân cờ nào thì quân đó sẽ chạy theo theo cái ý của chúng ta. Ví dụ ta muốn chọn quân cờ này chạy đi thì ta sẽ click vào quân cờ đó. Vâng. Thì đó là cái cách thực hiện của cái màn hình này. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với một cái lớp kế thừa từ một cái điều khiển sẵn có từ cái trong VBNet. Đó là lớp pattern, ta sẽ tạo nên được những cái quân cờ với cái màu sắc, chiều dài, chiều rộng theo ý muốn của chúng ta. Thì trong cái bài này chúng ta còn làm quen với những cái lớp như là lớp kích thước là size, lớp điểm là point, rồi màu sắc là color, vân. Chúng ta sử dụng những cái lớp đó để hỗ trợ khi mà chúng ta tạo nên những cái thông tin lưu trữ của quân cờ. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.